đã hy sinh cả máu xương để mà giữ nước, thì con phải tiếp bước ba con để đắp xây cho thế hệ sau này. Tuy tài sức của con sa mạc, vô số giọt nước trong lành mới góp thành đại dương. Khi con tới trường tỏa lạc ở vùng xa, con mới thấy sự tình nguyện là có nhiều ý nghĩa. Vì học trò của con có quá nhiều gian khó, mà con phải tiếp tay để xoa dịu đôi phần. Cũng trôi qua mau lắm, tới ngày đó